Xin tất cả mọi người, chào mừng người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu cho quý vị dự án căn nhà mới nhất ở Phượng Đồng, Phụng Châu, thành phố Hà Nội. Với dự án này thì có 9 căn, đã bán 7 căn và còn duy nhất 2 căn. Đường ngõ, thực tế, ô tô đây mọi người này. Ô tô đây, ô tô kia, cho quý vị có thể nhìn thực tế luôn. Và Ngọc Ánh sẽ quay 2 căn còn lại để gửi cho quý vị nhé. Với cái thông số nhà, diện tích là 34m², thiết kế 4 tầng 4 phòng ngủ ra sao, ngõ thông thoáng như thế nào. Đây. Với cái căn nhà này vị trí là gần với trục đường quốc lộ 6, gần với lại trường đại học thể dục thể thao. Rất phù hợp cho quý vị nào đi làm ở Chương Mỹ hoặc quý vị nào đi làm một số địa phận của Hà Đông thì vô cùng hợp lý nha mọi người, bởi vì đi lại nó rất là thuận tiện, nó không ngoắt ngoéo, nó theo một cái trục đường thẳng, trục đường quốc lộ 6 và đi vào là gần như là đi tới vị trí nhà. Và từ vị trí căn nhà này ra tới trục đường quốc lộ 6 nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 200m thôi. Với cái thiết kế nhà hoàn thiện, nhà vừa mới hoàn thiện xong hết, chỉn chu, sổ đỏ đầy đủ, sẵn sàng trao tay cho quý vị. Và giá bán căn nhà này 2 tỷ tròn mọi người ạ, 2 tỷ tròn, chỉ còn căn này và căn này nha mọi người. Đấy, 9 căn nhà đã bán 7 căn, chỉ còn duy nhất 2 căn giá đồng nhà, giá là 2 tỷ tròn. Ngoài sẽ quay căn này để gửi cho quý vị, bởi vì thiết kế của nó giống nhau. Phần thiết kế cửa mọi người ạ, ở đây là cửa sắt sơn tĩnh điện và đồng thời là có ốp kính ở đây nhé mọi người. Mọi người theo em vào cụ thể phần phòng khách tầng 1 của ngôi nhà. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, hoàn thiện cơ bản là đã xong xuôi hết. 2 tỷ cả nhà và đất dành cho một ngôi nhà 4 tầng, 4 phòng ngủ thì nó quá chi là hấp dẫn mọi người ạ. Rất chi là hài hòa, đi lại cực kỳ thuận tiện. Với cái trục đường quốc lộ 6 sắp tới đang có ý định mở đường tháng 12 năm 2022 là có dự định mở đường 6 rộng ra làn đường 4 đường mọi người ạ. Đấy. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Phần hoàn thiện thì xong hết, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, phần sơn rồi là phần gạch, rồi hồ sơ điện nước được lắp đặt đầy đủ rồi. Đây là phần phòng khách. Mời người theo em vào cái không gian phòng bếp của ngôi nhà. Căn nhà này trên sổ đỏ 33,5m². Và đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà, hoàn thiện xong hết về cái đồ nội thất, về cái tủ bếp. Thiết kế rất chi là hài hòa cho một cái không gian bếp ấm cúng như thế này đúng không ạ? Mặt bếp ốp đá granite xung quanh bếp, ốp kính ốp bếp và phụ kiện bếp toàn bộ chất liệu inox 304, chậu rửa vòi rửa cũng vậy. Hồ sơ điện nước xong xuôi hết rồi. Căn nhà này theo hiện trạng chỉ việc xách vali về và ở ngay thôi. Đây là cái khu vực để, ở đây mọi người thể nhìn thực tế, để tủ lạnh. Ngoài ra phần phòng khách và phần phòng bếp ở tầng 1 thì ở đây còn một phòng vệ sinh đáp ứng cho quý vị sử dụng công năng ở phía dưới tầng 1. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thiết kế rất là hợp lý cho một cái diện tích nhỏ nhỏ xinh xinh đúng không mọi người. Toàn bộ cổ trụ tay vịn cầu thang thiết kế là gỗ mọi người ạ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Như vậy Ngọc Ánh đã review rất là chi tiết cụ thể tầng 1 cho quý vị rồi. Mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì Ngọc Ánh đã chia sẻ ngay từ đầu video cho quý vị, đó là cái căn nhà này thiết kế 4 phòng ngủ. Tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà mỗi tầng 2 phòng. Mời mời theo em vào phòng đầu tiên của ngôi nhà. Căn phòng phía bên trong đây, cửa sổ thông thoáng, hệ thống trần thạch cao, sơn ở phía dưới là chân Ngọc Ánh, đây là sàn gỗ. Đấy. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Và mời mời theo em lên khám phá tiếp với cái căn phòng hướng ra mặt ngõ. Đây. Với cái căn phòng này ấy, thì rộng hơn một chút so với phòng phía bên trong và nó thoáng hơn mọi người ạ. Cửa thì thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa inox. Đồng thời hệ thống trần thạch cao tất cả các phòng đều được lắp đặt vô cùng đầy đủ cho quý vị. Đây, phần sàn gỗ này, cửa thông phòng. Với một cái căn nhà mà thiết kế cái tối ưu công năng sử dụng như thế này mà giá 2 tỷ thì rất là hợp lý đúng không ạ? Và ngoài ra ở phía bên ngoài thì thiết kế phòng vệ sinh ở giữa sử dụng cho hai phòng ngủ đáp ứng cho quý vị. Bồn cầu, hệ thống sen tắm nóng lạnh ở trên đây là thì là để hệ thống bình nóng lạnh. Và đây là lavabo bàn đá cho quý vị nhé.
Căn nhà này thì đúng theo như hiện trạng là xách vali về và ở ngay. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời quý theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và đây là cái phần tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế tương tự giống hệt như tầng 2 nha quý vị. Đó, như vậy lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là có 4 phòng ngủ riêng biệt rồi mọi người ạ. 4 phòng ngủ riêng biệt. Với căn nhà này đường ngõ ô tô như quý vị nhìn ngay từ ban đầu thực tế, với cái đường chủ đầu tư mở rất là rộng. Này, hành lang đi ra giữa các phòng với nhau đây mọi người có thể nhìn thực tế. 1, 2, 3 viên gạch 50, 3 viên gạch 40 mọi người ạ, 1m2. Và đây là cái phòng ngủ thứ tư. Phòng ngủ thứ tư ở trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Đây, rất là thoáng, khu dân cư đông đúc. Từ vị trí căn nhà này cách với lại trường đại học thể dục thể thao nó chỉ khoảng tầm 500m thôi, 300m thôi mọi người ạ. Đi lại rất là thuận tiện. Chợ trường, phường trạm, trường tiểu học, mầm non cấp 1, cấp 2 nó đều xung quanh cái khu vực nhà bán kính phạm vi khoảng tầm 1km quay trở lại. Đó, rất là phù hợp với quý vị nào đi làm ở Trung Mỹ, đi làm ở đầu Hà Đông thì vô cùng là hợp lý. Nó chỉ phạm vi bán kính tầm 7 đến 8km rất là ok. Tính từ Google Maps, đo Google Maps từ cái vị trí căn nhà này mà đi ra tới bến xe em biết thì nó rơi vào khoảng tầm 4,5km mọi người nhá. Và mời mình theo em nên review căn cuối cùng, tầng cuối cùng của ngôi nhà, tầng 4. Tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như sau. Với tầng 4 này thì thiết kế cho quý vị một cái khu vực để máy giặt riêng biệt, một phòng thờ và một sân phơi. Đây cụ thể là cái phần máy giặt này, ổ điện này, đầu cấp nước, sán thoát nước, một khu vực để máy giặt riêng. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Đấy, phòng thờ riêng biệt. Quý vị nếu như mà quý vị nào không thiết kế làm phòng thờ thì quý vị có thể làm phòng làm việc. Cái này thì tùy công năng mục đích sử dụng của mỗi một hộ gia đình thôi. Và phần còn lại đây là phần sân phơi. Đây mọi người ạ, đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Rất là thoáng. Nói chung với một căn nhà giá 2 tỷ đồng, diện tích 34m², thiết kế 4 tầng, 5 phòng riêng, phòng bếp, phòng khách riêng biệt, đường ngõ to, ô tô có thể để trước nhà, thì căn nhà này đáp ứng đúng cái những cái tiêu chí công năng cho quý vị để sử dụng. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ Trang Ngọc Ánh, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video sau.